sẽ có một ngày con người hôm nay vật súng vật cung vật cờ vật đạn đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên. Vị diễn giả kế tiếp có biệt tài hùng biện, thu hút tâm hồn của người nghe, và tác phẩm Hoa Địa Ngục của ông được giáo sư Đỗ Mạnh Chi cho là một đại tác phẩm. Nhưng đối với tôi, ông là biểu tượng của tinh thần bất khuất trước bản quyền và 27 năm trong ngục tù cộng sản không thể khuất phục được tâm tình yêu tự do của ông. Và thơ của ông vẫn nung nấu tâm hồn người nghe, biểu tượng cho ý chí bất khuất của cả dân tộc Việt Nam. Và hiện giờ ông vẫn tha thiết và yểm trợ công cuộc tranh đấu tại quê nhà. Trân trọng giới thiệu với quý vị nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, xin một tràng pháo tay của mình. Kính thưa các vị cao tuổi và cũng như kính thưa tất cả các quý vị có mặt ở trong hội trường này, thì tôi là cái người mà sinh sống ở miền Bắc. Không những sinh sống ở miền Bắc mà đa phần cái thời gian ở miền Bắc thì đều nằm trong tù. Nhưng tin tức ở miền Bắc thì hạn chế vô hạn. Trong tù thì hầu như là không có sách báo, không có gì cả. Quả hoàn về con. Thế vì thế cho nên là rất biết rất ít về miền Nam. Thì tôi chỉ nói cái gì mà tôi biết được ở miền Bắc thôi, thông qua chính báo chí cộng sản và thông qua chính những cái lời phát biểu của các lãnh tụ cộng sản. Thì cái sự kiện mà tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị sát hại một cách thảm thương như vậy, thì báo chí ở miền Bắc lúc bây giờ, dù lúc bây giờ tôi đang nằm trong tù, thì có đăng rõ tất cả. Và hình của tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như của Ngô Đình Nhu chụp đưa lên báo, cái hình mà khi đã bị sát hại đưa lên báo. Thì có một cái điều chắc chắn là cái việc mà tổng thống Ngô Đình Diệm bị sát hại mà cộng sản đã dùng cái chữ gọi là thay ngựa giữa dòng, thì nó là một cái tin vui rất lớn đối với lại Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điều đó nó thể hiện qua những lời phát biểu của chính Hồ Chí Minh. Thì khi mà được tin như vậy, thì nhà báo người Úc cũng là một đảng viên đấy, là ông Winfred Berkshire, có tường thuật lại khi đến gặp Hồ Chí Minh và hỏi Hồ Chí Minh suy nghĩ gì về cái sự kiện đó. Thì chính Hồ Chí Minh đã nói một câu: tôi không ngờ cái bọn Mỹ nó lại ngu xuẩn đến cái mức như vậy. Đấy là cái lời phát biểu của Hồ Chí Minh về cái chết của tổng thống Ngô Đình Diệm. Thế còn Mao Trạch Đông thì cũng tuyên bố ngay, mà những cái này là báo chí cộng sản nó đăng, là người Mỹ đã phạm một cái sai lầm chết người khi loại bỏ tổng thống Ngô Đình Diệm. Đấy là nhận định của Mao Trạch Đông. Thế còn Trường Chinh và Lê Duẩn thì lúc bây giờ đều tuyên bố cơ hội giải phóng miền Nam đã đến. Thế và trong các cái đường lối chính sách của Đảng hồi đó thì có một cái chủ trương rõ rệt là đến năm 1965 thì sẽ giải phóng toàn bộ miền Nam. Là vì Ngô tổng thống đã chết, ấp chiến lược đã bị phá. Đấy là một cái tin mừng
vô cùng lớn lao đối với người cộng sản. Thì chúng tôi ở trong tù lúc đó ấy, thì ngoài những cái tin mà nó có lợi cho cộng sản thì nó bắt tù phải đọc, ngoài ra lại còn có những người mà bước vào ở ngoài xã hội biết tin tức nói chuyện lại với chúng tôi, cho nên chúng tôi mới nắm được những cái chi tiết cần thiết cho cái sự nhận định của mình. Thì cũng thưa với các bạn như này, là chính hồi chúng tôi ở miền Bắc ấy, thì các đảng viên cộng sản đều rất e ngại lớp chiến lược, vì đánh du kích là bắt buộc phải hòa nhập vào với nông dân ở rải rác ở các thôn xóm. Thế khi mà hình thành lớp chiến lược ấy, thì cộng sản có thể nói như là gần như là hết đường để mà len lỏi vào hoạt động du kích, cho nên cộng sản rất lo ngại cái đó. Thì khi được tin mà ốc chiến lược bị phá hoại thì cộng sản nó coi như là một sự an mừng, an mừng. Thì chính vì những cái lý do đó và tiếp theo sau thì chúng tôi vô cùng tuyệt vọng. Tiếp theo sau cuộc đảo chính thì chúng tôi vô cùng tuyệt vọng. Tại sao lại tuyệt vọng? Là vì nó là cái cuộc hỗn độn bậy bạ vô nghĩa lý, đảo chính thay đổi chính quyền liên tục. Chúng tôi lo ngại lắm. Trước cái tình hình này thì miền Nam nguy mất rồi. Miền Nam nguy mất rồi thì làm thế nào? Thì cũng chính cái tình hình đó thì người Mỹ đã đổ quân vào miền Nam và kéo dài thêm cái cuộc sống tự do của miền Nam được 10 năm nữa, từ năm 1965. Thì chúng tôi lúc bây giờ trong tù thì cũng thường bàn tán với nhau. Chúng tôi coi miền Nam nó là một cái nơi, một cái đất nước, một cái nơi, một cái niềm hy vọng là sau này nước Việt Nam vẫn còn giữ được những cái di tích lịch sử, vẫn còn giữ được những cái tài liệu của ông cha để lại, vẫn còn có một cái vùng trời, vùng đất mà ngòi bút được tự do, lịch sử được tôn trọng. Chứ ở miền Bắc thì những cái đó đã bị phá hủy, đã bị xuyên tạc một cách triệt để. Thì những cái hy vọng ấy chúng tôi cứ nuôi nấng mãi thôi, nuôi nấng mãi và chờ đợi mãi. Thế nhưng mà trước những cái biến động hỗn loạn của miền Nam thì chúng tôi vô cùng lo ngại, vô cùng lo ngại. Chúng tôi thông cảm là không có một cái chế độ nào dân chủ, kể cả Hoa Kỳ bây giờ, kể cả Pháp, kể cả Anh là hoàn hảo hết. Nó vẫn có những cái khuyết điểm, những cái nhược điểm, những cái mặt trái của tự do, mặt trái của dân chủ, cái đó có. Nhưng chúng tôi chỉ trách có một điều là những người sống ở miền Nam lúc đó, kể cả trí thức, mà nhất là trí thức, phải không ạ? Nhất là trí thức. Đã không hiểu một tí gì về miền Bắc, không hiểu một tí gì về cộng sản. Tôi đồng ý là có những khuyết điểm ở chính quyền đệ nhất Cộng hòa cũng như đệ nhị Cộng hòa. Nó đè nặng lên tâm hồn cũng như lên cuộc sống của một số người. Thế nhưng phải nhớ rằng nếu cộng sản mà thắng lợi mà cai trị miền Nam thì cái sức đè đó mà nó sẽ nặng lên 1 triệu lần, nó sẽ nặng lên 1 triệu lần, nặng đến nỗi là tất cả những cái vị sống trong một cái chế độ tương đối tự do, tương đối dân chủ, mà nhất là trong thời chiến chứ tương đối là đủ rồi, mạnh đến mức các vị đó sẽ bị đè bẹp dí, không còn ngo ngoe cựa quậy được một tí nào nữa. Nó mạnh đến cái mức như thế phải không? Thì các vị đó không hiểu gì về cái điều đó cả. Chúng tôi ở miền Bắc khi mà đọc báo ấy, thấy những cái phong trào xuống đường sinh viên, thế rồi những cái phong trào và phản đối của bất tử, những cái phong trào mà nhiều khi chỉ vì giá xăng lên một tí thôi cũng biểu tình rầm rộ,
Thế rồi các ông ký giả cũng xuống đường, rồi cái phong trào chống tham nhũng, nó là một cái xã hội mà nó hỗn loạn, nó hỗn loạn. Mà trong lúc đó cần đoàn kết, cần phải cương quyết để mà chống lại cộng sản. Thì không nói gì đến người dân bình thường, tôi nghe nói ngay những người, ngay cả người Mỹ thôi, những trí thức của Mỹ, những chiến lược gia của Mỹ mà đề ra những cái chính sách mà chúng tôi thấy rằng là ở trong tù đấy, chúng tôi ngồi và bàn với nhau thì thấy nó như là những cái trò con biết. Tôi xin ví dụ như này, nó gọi là cái kế hoạch của ông Stanley và giáo sư Phúc 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 đề ra là 18 tháng tiêu diệt cộng sản đó nè. Thì chúng tôi là những người dân còn cái phì cười, làm gì nó có chuyện là 18 tháng tiêu diệt cộng sản đó. Cộng sản cái chủ trương rõ ràng 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa phải đánh. Dù có cháy cả phải Trường Sơn cũng phải đánh, dù có mặc quần đùi và đất đèn dầu cũng phải đánh, bằng mọi giá là phải chiếm được Việt Nam. Và nó được cả một cái phe xã hội chủ nghĩa hà hơi phía trước. Thì làm sao mà cái kế hoạch nào mà 18 tháng mà có thể bình định được cộng sản? Những cái ý kiến bình thông như vậy, tức là cái hình ảnh của McNamara, ông ấy cầm cái kính hiển vi cái phóng viên đưa ra, cho nên chúng tôi xem, ông ấy quỳ xuống soi vào cái bàn trông của cộng sản, cái bàn trông mà nó gài đấy, cái bàn trông nó bắt đi mà phải dùng kính hiển vi mà soi vào như thế phải không ạ? Rồi hàng rào điện tử, những cái hành động mà vô nghĩa như vậy mà, thì chúng tôi hồi đó là chúng tôi đánh giá là chính bản thân Hoa Kỳ, cái lực lượng nồng cốt cũng không hiểu biết gì về cộng sản là bao nhiêu đâu, mà đấy mới là cái gốc để cho miền Nam bị thất thủ, bị thua. Đấy nó mới là cái gốc chứ không phải là đâu hết. Thì kính thưa các bạn này, có sống ở miền Bắc ấy, thì mới thấy thấm thía cái điều đó. Nhiều người ở trong Nam, tôi nghĩ là cái hồi đó họ không hiểu, thì tôi thông cảm là vì họ chưa hiểu gì về cộng sản. Họ được sống trong cái xã hội tương đối cởi mở, được nói tóm lại là còn được làm người, văn hóa nghệ thuật còn được phát triển, còn được đi học đi hành đỗ đạt, thậm chí còn du học về. Chứ nếu có vị đó mà miền Bắc thì chỉ có mấy con đường thôi. Một là đi công trường, nông trường, kinh tế mới, làm cu li, đói chết. Mà hai là vào các trại tập trung. Và nếu khôn ngoan thì sẽ được sống. Nhưng mà sống một cái cuộc sống không phải là cuộc sống con người. Được sống nhưng sống không phải cuộc sống con người. Vì chính nhà thơ Lê Đạt từ năm 1956 đã phải nói với ông ta đấy, và ông ta là cái thành phần được ưu tiên đấy, nhà văn nhà viết là được gần Hồ Chí Minh, từng làm thư ký Trường Chinh mà ông Lê Đạt phải nói mà. Tôi sống mãi những ngày thảm hại, khôn ngoan không dám làm người. Không dám làm người là khôn ngoan đấy. Cho nên là những cái vị trí thức ở miền Nam đến ngày hôm nay đáng nhẽ là phải thấm thía cái điều đó, thấm thía đến xương tủy, chứ không phải là đến ngày hôm nay mà còn lôi nền đệ hòa, cộng hòa đệ nhất, đệ nhị ra mà chửi bới, mà nguyền rủa được. Các vị đó phải cảm ơn cả hai nền cộng hòa và đã cho các vị một cuộc sống được làm con người. Thì kính thưa các bạn này, ở miền Nam ấy, thì tôi đã được biết nhiều người bị tù binh bắt ra mà rất yếu kém về chính trị, tù cùng với tôi. Sau trận Mậu Thân ở Huế ra tù cùng với tôi, thì tôi hỏi chuyện và nói chuyện với họ,
tôi thấy họ hoàn toàn không hiểu gì về cộng sản cả, mà đó là sĩ quan, mà đó là những sĩ quan là con. Thì tôi thấy cái tình trạng đó nó nguy hiểm vô chừng. Thế cái cuộc chiến đấu ở miền Nam với lại miền Bắc ấy, mà tại làm sao mà chúng tôi thấy thì là không thể nào mà có thể thắng được cộng sản từ trong tù cơ, là vì đã không đánh vào cái gốc của nó là miền Bắc, không đánh vào. Cho nên ngay từ những cái năm đó, trước ở nhau ấy, tôi đã làm thơ, tôi chứng kiến cái cuộc oanh tạc của Mỹ, trại tù của chúng tôi bị nó ném bom, bắn tên lửa ở Yên Bái ấy, thì tôi hiểu. Cho nên tôi nói như thế này, bom đạn tầm cao chưa đủ, tên lửa tầm xa chưa đủ, đất này cần quần nát bởi xe tăng mới có thể san bằng khổ nhục, mới có thể đào lên khôi phục giá trị con người, phong tục thi ca. Dù xích tăng nhầm nghiến nát đời ta, dù bức tận cùng cộng sản thủ tiêu ta, ôi những binh đoàn trọng pháo chiến xa, tiếng gầm rú của ngươi sẽ làm ta hệ hạ. Đấy là những cái năm tôi cần có bộ binh tiến xa để giải quyết được. Và các bạn phải nhớ một điều thế này này, cộng sản nó đánh nhau không những là viện trợ về kinh tế, viện trợ về quân sự, viện trợ đủ thứ của cả một phe xã hội chủ nghĩa, mà nó còn được viện trợ cả về tham mưu và chỉ huy. Có cái điều nhiều người không biết, trong những cái năm từ khi gây chiến cho đến kết thúc, các bạn có thể tưởng tượng được không, bốn đại tướng của Liên bang Xô Viết thay nhau đến Việt Nam để chỉ huy. Cái này là chính báo Quân đội Nhân dân ra, chứ tôi cũng chẳng biết là chính bọn ăn. Thì tùy viên quân sự của sứ quan thì cùng lắm là những trung tá hoặc đại tá là cùng với phải không? Thế mà đây tùy viên quân sự sứ quán của Ca Sô này, đại tướng để chỉ huy các trận đánh. Thế mà cái trận đánh Quảng Trị ấy, năm 72, thành cổ Quảng Trị ấy, thì chính họ nói chúng tôi biết, họ tập họp tù chúng tôi này. Lê Hữu Khoa là trưởng, nghĩa là một viên thiếu tướng ấy, là cục trưởng cục Long Cảng, đến nói rõ khi bắt đầu đánh nhau, đánh thành cổ Quảng Trị, giữ thành cổ Quảng Trị là mệnh lệnh của phe xã hội chủ nghĩa, chứ không phải của Việt Nam vốn đâu, không phải của Việt Nam đâu. Nói rõ như thế, nói với chúng tôi, cả hội trường nhân chúng tôi ngồi nghe. Chứ chính vì sống ở miền Bắc không rõ Việt Nam, nhưng mà chúng tôi hiểu, đối với chúng tôi đấy mà hiểu và tin chắc, không những miền Nam Việt Nam mà thậm chí cả cái thời đau đớn hơn, cái thời tệ hại hơn nhiều là thời của dân Pháp, chúng tôi cũng coi như là thiên đường hoặc là thiên thai rồi. Nếu chúng tôi được sống, chúng tôi không có một cái mong ước gì hơn là được cầm súng và chiến đấu tới phút cuối cùng với cộng sản để bảo vệ cái cuộc sống tốt đẹp đó. Thì thưa các bạn, chính vì không hiểu biết nhiều ở Việt Nam, cho nên tôi hay đọc những sách của những hồi ký ấy, của rất nhiều người viết về miền Nam, và những sách kể cả của Mỹ, của Pháp đều đọc cả. Thì tôi thấy những quyển sách của bác Minh Võ viết về cộng sản, thì chính tôi là cái người sống trong lòng cộng sản, cũng nghiên cứu nhiều về cộng sản, đọc nhiều về cộng sản, và cũng thấm đòn cho cộng sản hiểu rất rõ, thì tôi vô cùng kính phục. Phải nói rằng tác giả Minh Võ xứng đáng, đây là theo ý kiến chủ quan của tôi, là một chuyên gia số 1 về trong hàng ngũ chúng ta, là một chuyên gia số 1. Tôi nói đây không phải là nói suông, tất cả những chiến sĩ dân chủ sang đây tình cờ học, trẻ cũng như già, tôi đều khuyên họ muốn chiến đấu hữu hiệu với cộng sản, bắt
buộc phải đọc tác phẩm của Minh Họa. Thế còn nhà văn Nguyễn Văn Lộc thì tôi có đọc một số tác phẩm của ông. Ông ta có những cái ưu điểm là ông ta không phải là chính khách, ông ta cũng không phải là tham gia vào một cái hoạt động chính trị đảng phái nào, và ông ta cũng không nhận bất cứ một ân sủng nào của cả hai chế độ Cộng hòa. Cho nên sách của ông viết nó có nhiều khả năng là vô tư hơn của chương trình trong cuộc. Chính vì vậy cho nên là tôi thích thú đọc ông Nguyễn Văn Lộc. Tôi thí dụ những chương mà ông bàn về cái chết của Nhất Linh thì tôi thấy nó có lý lắm, chứ không phải không đâu. Vì bản thân thế này này, trước kia ấy, thì tôi nhiều lúc tôi nghĩ này, tôi thấy đọc tin tự tử đúng không? Thế là quái người ta lại đang như thế mà tự tử đúng không? Còn tuổi chừng trẻ nó có 40-50 mà tự tử. Thế thì vì những chuyện không đâu mà tự tử, tôi cho những người đó là những người mà giải rộ. Thế mà rồi đến chính bản thân tôi, khi bị bệnh, bị depression những kiểu là, mà bây giờ tôi đang phải uống thuốc, thì chính bản thân tôi nhiều lúc cứ nghĩ là cũng muốn tự tử đấy. Thì bây giờ mình mới thông cảm với cậu, có phải không nào? Nếu tiện dịp là có thể tự tử, đấy là do bệnh tật. Thì tôi thấy cái phân tích của Nguyễn Văn Lộc mà để áp dụng vào cái trường hợp tôi ấy mà tôi hiểu biết ấy, thì tôi thấy có thể là nó là đúng. Có những điều chúng ta lúc trẻ không hiểu đâu, mà về già điều rất bình thường thôi. Cách đây 10-15 năm khi tôi đi qua Phước Mục Thọ hoặc là những cái nơi cà phê ấy mà tôi thấy nhiều ông già ngồi đánh cờ, tôi nghĩ một xoa có phải phí thời giờ thế nhỉ, ra đây mà đánh cờ tướng cả buổi sáng thì cả buổi chiều như thế, thì tôi không hiểu cái cho các ông là sống như thế là không tốt đâu. Thế nhưng mà đến khi mình thế này mình mới thấy là cần phải ra ngoài, cần phải tiêu khiển buổi ra đấy mà, thì cái tinh thần nó mới giữ được tốt, nó mới giảm cái uất. Thì đến lúc mình về mình mới thông cảm, mới hiểu. Thì cho nên là những quyển sách này ấy, theo tôi hiểu ấy, là những người muốn tìm hiểu về miền Nam nên tìm đọc, tìm hiểu về nền đế chất Cộng hòa nên đọc, và còn nhiều sách khác nữa chúng ta cũng nên đọc, có thời giờ thì nên đọc để mà hiểu rõ một cái mảng rất quan trọng về lịch sử. Vì lịch sử là cái gì? Lịch sử là cái tấm gương cho chúng ta soi vào để nhìn thấy những cái sai lầm, những cái khuyết điểm để không lặp lại trong hiện tại và trong tương lai. Chính vì thế cho nên nhiều người coi lịch sử là một bài học. Vì vậy mới có chữ là bài học lịch sử. Bài học lịch sử. Nếu không biết sử, chúng ta sẽ sai lầm. Sẽ sai lầm nhiều lắm. Mà đặc biệt là đối với chế độ Cộng sản. Trong cái cuộc đấu tranh chính trị gây go và gian khổ như thế mà giữa Nam Bắc ấy, thì tôi phải thành thật mà tôi nói một điều như này. Nó trái với những nhận định thông thường là chính nghĩa thì phải thắng gian tà. Thực tế nó không diễn ra như vậy. Thực tế nó diễn ra là cái gì? Lưu manh đều cán, thắng nhân hậu tử tế. Thực tế nó không diễn ra là như vậy. Bây giờ tôi xin thí dụ nhé. Mà cái lưu manh, cái bịp bọng này mà xét cho cùng về lâu về dài thì nó đều bị lộ ra hết. Người Pháp có một câu là gì? Tất cả sau cùng đều lộ ra. Tous se découvre à la fin. Tất cả sau cùng đều bị lộ ra. Thì tôi xin chính tôi mình đã được. Tôi biết Hồ Chí Minh là cái người mà gian xảo này, độc ác này, là một bộ đồ của dân tộc. Tôi biết rất rõ những hành động của ông ta đối với nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ. Thế nhưng mà tôi còn bị lừa. Tôi vẫn nghĩ rằng thì ông Hồ là cái người mà có học, không đến nỗi là biết thông thạo 12, 13 thứ tiếng phải không ạ? Như là ông Sơn Tùng, nhà văn viết ca ngợi ông ta. Nhưng mà thật theo tôi nghĩ nhất là chữ Hán học từ bé, và chữ Pháp cũng học ở trường.
rồi cô học Huế từ bé, thế rồi lại đi tàu làm tàu cho Pháp, rồi sang Pháp ở 6-7 năm. Mà ông ta cũng là cái người thông minh chứ không phải là người ngu dốt, thì cái trình độ phải khá, có thể viết báo được. Tôi tin như thế. Thế mà ông từng ở Anh 5 năm, từ năm 1914 đến năm 1919, và học tiếng Anh do một người Anh dạy học giờ, thì tôi nghĩ trình độ cũng phải khá, tương đối khá. Tôi nghĩ như vậy. Thế nhưng mà đến gần đây thì tôi biết là mình cũng bị lừa nốt. Mình cũng bị lừa nốt. Bây giờ nói về tiếng Anh, cái truyền thông nó quan trọng lắm, cái tuyên truyền nó quan trọng lắm. Ông ta viết một bức điện tín gửi cho Tổng thống Truman năm 46, có vào khoảng 10 dòng thôi mà sai bét bẻ bè. Ông ấy viết thế này, tôi xin ví dụ câu đầu tiên thôi: Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Bố ấy cứ như thế, bố ấy tương sang tiếng Anh này: Việt Nam Democratic Republic. Không cần văn phạm, không cần cái gì cả, thấy không ạ? Thế và bên dưới thì lại sai nhắc nữa. Thế rồi một cái tờ, một cái người phụ nữ Pháp phỏng vấn ông ta năm 1964, có hình ảnh nói, tiếng ông hồ nói ảnh nói, cái câu trả lời của ông tất cả thu gọn lại mà, thì nó vào khoảng độ 20 dòng thôi. Thế mà tôi nghe và tôi đếm được, nó vào khoảng trên một chục lỗi cơ bản. Nó là những thứ tiếng Tây bồn, tiếng Tây của những người mà không học hành gì cả. Thì lúc bây giờ chính tôi mới biết là mình bị lừa. Đấy, những cái vấn đề nó quan trọng như vậy. Và ông Ngô Đình Diệm cũng vậy. Cộng sản nó tuyên truyền xuyên tạc đến nỗi là dân miền Bắc hồi đó là nhiều người tin, nhiều người hoài nghi, nhiều người không tin, nhưng mà đại chúng có tác dụng của nó. Nó toàn nói là ông Ngô Đình Diệm là lăng nhăng với bà Trần Lệ Xuân. Và ông Ngô Đình Nhu phải không ạ? Nó tuyên truyền ngày đêm như thế. Thế thì ông Ngô Đình Diệm là tay sai trung thành của Mỹ, phải không ạ? Thế mà những thanh niên mới lớn lên, những người không được đọc được biết mà, thì sẽ bị cái đó mà nó tuyên truyền gây lắm nhé. Ngày đêm, Chế Lan Viên còn viết cảm vào kịch ngày đêm diễn trên radio mà, là thằng điên trong Dinh Độc Lập mà. Nó tai hại lắm. Cho nên bây giờ những loại sách như thế này cần phải được Việt Nam đọc. Tôi mong đưa lên internet để cho thanh niên trong nước đọc, mọi người đọc, để hiểu rõ về sự thực lập sự cộng sản. Sự thực là cái gì? Sự thực sẽ cứu chúng ta và sự thực sẽ đánh đổ độc tài. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện. Sẽ có một ngày con người hôm nay vật súng vật cùng vật cờ vật đàn đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến. Sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên. Hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên.